Xin chào quý vị và các bạn. Bài biên tập chương trình xin gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đầu tư xây dựng vào tháng 1 năm 2019, có chiều dài khoảng 4 km, mặt đường rộng 4 km, tổng số vốn 64 tỷ đồng. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường được rất nhiều người dân quanh khu vực ủng hộ và sử dụng. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ thi công xây dựng dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, Tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch đã phải dừng hoạt động. Dự án trên được thực hiện với mục tiêu cải thiện môi trường và lưu vực sông Tô Lịch. Dù thời điểm ghi nhận đang trong thời gian làm việc, nhưng rất nhiều điểm trên đường đi bộ ven sông Tô Lịch đã bị đào bới ngổn ngang mà không có công nhân làm việc. Theo ghi nhận, do tạm dừng khai thác nên hàng loạt vị trí trên đoạn đường đi bộ ven sông Tô Lịch đã xuống cấp, ngổn ngang rác thải, nhiều vị trí bị biến thành nơi đổ phế thải, vật liệu xây dựng. Nhiều vị trí trên tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch bị đào bới nham nhở Ngoài ra nhiều điểm trên tuyến đường đi bộ này còn dựng lán trại làm mất mỹ quan đô thị cũng như cản trở việc tập thể dục của nhiều người dân quanh khu vực này. Việc tìm được điểm tập thể dục lý tưởng là rất khó khăn nên nhiều người dân quanh khu vực Yên Hòa thường chọn tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch. Ngoài ra nhiều điểm trên tuyến đường này trở thành chỗ tập kết phế thải. Do người dân đổ rác quanh đây rất nhiều khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Mặt khác, việc quây tôn, rào tạo ra nhiều góc khuất làm cho nơi đây trở thành chỗ tập trung cho những đối tượng nghiện vào buổi tối tất cả các khu lều tạm đều đã không còn người ở bên cạnh các khu lều tạm này là ngổn ngang rác thải sinh hoạt như ghế chăn và quần áo rác thải được đốt vứt bừa bãi trên tuyến đường đi bộ ven sông tô lịch gây ô nhiễm môi trường rất nhiều rác thải chất thành đống gây mất mỹ quan đô thị nhưng không có cơ quan chức năng nào đứng ra xử lý